Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhìn Sách của mình. Và hôm nay trên tay mình vẫn là cuốn sách Bán hàng bằng cả trái tim, 10 nguyên tắc vàng mà mọi người bán hàng đều cần biết. Và hôm nay mình muốn nói đến một vấn đề, đó là các bạn muốn bán được hàng thì chắc chắn các bạn cần phải xây dựng lòng tin với khách hàng, đúng không ạ? Và lòng tin là điều cực quan trọng. Về lòng tin thì được cấu thành bởi 4 yếu tố. Đầu tiên là sự đồng cảm này, cái thứ hai đó là tính toàn vẹn, thứ ba là độ tin cậy, và cuối cùng vẫn là năng lực. Tại sao mình lại nói là độ cái sự đồng cảm thì lại đặt lên trên đầu? Bởi vì sự đồng cảm là chính là nền tảng đầu tiên để bắt đầu lòng tin. Nếu cái sự đồng cảm của khách hàng với bạn nó không có tốt thì ba cái năng lực còn lại thì nó cũng chỉ là nó sẽ không được khai mở, không được khai phá, có nghĩa là nó sẽ không hoàn toàn nắm được cái sự, không hoàn toàn có được cái sự cởi mở khách hàng. Và như thế thì bạn không có sự cởi mở khách hàng thì bạn sẽ không thể biết được là họ đang cho bạn những cái tín hiệu làm thế nào để mình bán hàng cho họ. Và cái sự đồng cảm chính là cái nội dung của chương số 5 mà chúng ta sẽ review trong ngày hôm nay. Chương số 5 có tên là Niềm tin bắt đầu từ sự đồng cảm. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về chương số 5 của sách nhé. Và đồng cảm thì là nền tảng của niềm tin. Và các bạn cần phải hiểu được đồng cảm nghĩa là gì. Đồng cảm thì được định nghĩa là những tình cảm từ tình cảm với những người khác. Lúc ấy bạn thấu hiểu được họ đang cần gì và ngay lúc đó họ đang cần cái gì thì đó gọi là đồng cảm. Nhưng các bạn là người bán hàng thì các bạn thì cần phải là các bạn sẽ cần phải thực sự lắng nghe cái trái tim khách hàng muốn cái gì, và lúc đó các bạn hãy chuyển trọng tâm từ mình là một người bán hàng đang chỉ mong muốn bán được hàng và kiếm được lợi nhuận, thì các bạn chuyển trọng tâm sang đó là mình là một người khách hàng mong muốn cái điều gì, mong muốn cái điều gì cần giải quyết cho họ, giải quyết cho cái vấn đề của họ, thì lúc đấy thì cái sự đồng cảm giữa bạn và khách hàng sẽ xảy ra. Và lúc đó thì bạn sẽ được rất nhiều lợi thế các bạn ạ. Ví dụ như là thì lúc đó bạn sẽ bán hàng trở nên rất là dễ dàng, bởi vì lúc đó khách hàng nó mở lòng với bạn rồi. Nhưng mà cách để chúng ta có thể là nắm bắt được, hay là cách chúng ta rèn luyện cái sự đồng cảm đó, thì ở trong cuốn sách này, trong cụ thể chương 5 thì đã có liệt kê một số cái. Tức là đầu tiên là chúng ta hãy thay thế những kiểu bán hàng khó chịu bằng cái kiểu bán hàng bằng cả trái tim. Thì tức là bạn hãy thật trung thực, hãy thực sự cảm thông cho khách hàng, và hãy thiết lập một mối quan hệ thân tình, và một mối quan hệ đó là hoàn toàn là sự chân thật, thì đó là cái tiền thân cho sự đồng cảm. Và cái cách để chúng ta để nâng cao cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ của chúng ta thì có một số cái cách mà dành riêng cho nhân viên bán hàng ở trong cuốn sách liệt kê. Ví dụ như là cho họ số thẻ tín dụng của bạn này, rồi là chúng ta hãy quan tâm đến trận chiến của họ. Ví dụ như là họ đặt ra một vấn đề gì đó thì cái cuốn sách này anh ấy cần đến. Và thứ ba nữa, chúng ta hãy chuyển từ cái trạng thái là ghét sang yêu, và chúng ta hãy đi sâu hơn vào vấn đề của khách hàng. Đó là một số những cái kỹ năng mà rất là hữu hiệu để các bạn có thể là tạo ra sự cảm thông, để chiếm được cái sự đồng cảm của khách hàng. Mà đến đây thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng là thế làm thế nào nếu mà bạn không thể tìm ra được cái nẻ tương đồng giữa bạn và khách hàng. Thì ở trong cái chương 5 này đã giới thiệu cho ta có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể là tăng cái cách chúng ta có thể tìm ra sự cảm thông hay tương đồng với khách hàng. Đầu tiên là bạn hãy lắng nghe bằng cái trái tim này. Thứ hai nữa thì bạn hãy bạn sẽ cần phải học những cái điều bạn điều được nói, điều không nói và điều không thể nói, điều không nên nói và điều không thể nói các bạn. Thì ở trong cái chương năm này đã giới thiệu rất rõ từng một, từng thứ một. Ví dụ như cái khía cạnh đầu tiên là việc điều bạn không được nói, có nghĩa là một số những cái từ dấu hiệu là cho các bạn cho thấy bạn là bạn đang bị mắc kẹt trong cái khía cạnh đầu tiên. Bạn không được nói những cái bạn có thể nói là những cái từ mà có thể giúp ích cho cái việc tăng cái sự cảm thông của khách hàng. Hay cái khía cạnh thứ hai của nó của cái điều trên đó là bạn những cái điều bạn không nói, và cái khía cạnh thứ ba là cái điều bạn những điều bạn không thể nói. Ở cái khía cạnh này thì có nghĩa thì bạn sẽ tập trung vào việc đó, bạn hãy dừng cái việc phán xét những cái lời khách hàng nói ra, bởi vì có thể đúng có thể sai, nhưng bạn hãy dừng cái lời phán xét đó lại. Thì đó là cái khía cạnh thứ ba. Thì